tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đòi trả tự do cho Lê Dũng Vô Va, dân mạng Việt bình phẩm gì? Ngày 22 tháng 3 vừa qua, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ cáo trạng và trả tự do cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng trước thềm phiên tòa sơ thẩm. Tuyên bố dẫn lời của ông Finn Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, cho rằng Lê Văn Dũng là một trong số hơn 60 người mà chính quyền Việt Nam truy tố hoặc bỏ tù chỉ vì đã lên án chỉ trích nhà nước. Điều luật quy định về tội tuyên truyền chống nhà nước trong luật hình sự được sinh ra nhằm đe dọa người dân, khiến người dân phải chọn hoặc im lặng hoặc bị bỏ tù. Việc nhà nước Việt Nam bắt bớ và khởi tố ông Lê Văn Dũng cho thấy Hà Nội không muốn người dân tham gia làm báo, họ không muốn người dân điều tra các vụ tham nhũng hoặc phanh phui những việc làm sai trái của cán bộ. Họ cũng không quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng hay của các hội nhóm đang cố gắng đấu tranh cho một nền hành chính tốt đẹp hơn hoặc đấu tranh cho cải cách dân chủ và luật pháp. Vụ việc này cho thấy chính quyền Việt Nam chỉ quan tâm đến việc duy trì quyền lực của họ thay vì lắng nghe những tiếng nói phản biện. Tuyên bố này đưa ra lời kêu gọi các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần gây sức ép để Hà Nội lắng nghe những người lên tiếng phê bình thay vì đàn áp họ. Lê Văn Dũng bị truy tố, bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự cũ năm 1999. Được biết, Lê Văn Dũng khá ngoan cường. Cũng theo thông tin trên, năm 2021, Dũng đã bị cơ quan an ninh bắt về tội danh phát tán tài liệu chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với việc bị truy tố theo khoản 1 của Điều 88, trong trường hợp bị buộc tội thì Lê Văn Dũng sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 12 năm tù giam. Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, y nhận bản án 5 năm tù giam, 5 năm quản chế sau mãn hạn tù. Bàn về tuyên bố của tổ chức theo dõi nhân quyền, blogger Thành Nam cho rằng việc tổ chức theo dõi nhân quyền bóp méo, xuyên tạc điều luật quy định tội tuyên truyền chống nhà nước trong luật hình sự được sinh ra nhằm đe dọa người dân, khiến người dân phải chọn hoặc im lặng hoặc bị bỏ tù. Đúng một nửa, nửa đúng là Bộ Luật Hình sự 1999 có quy định về tội tuyên truyền chống nhà nước. Quy định này tất cả các quốc gia trên thế giới đều có. Với một số quốc gia khác thì còn có những quy định chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn. Chẳng hạn như các quốc gia Hồi giáo thì nghiêm cấm hoặc cầm tù, tử hình những ai dám xúc phạm thánh Allah. Còn nửa sai là nhằm đe dọa người dân, khiến người dân phải chọn hoặc im lặng hoặc bị bỏ tù. Về quan điểm này thì tác giả bài viết cho rằng pháp luật ở tất cả các quốc gia đều nhằm bảo vệ chế độ. Pháp luật hình sự Việt Nam cũng như vậy. Ở Việt Nam hiện nay, người dân có nhiều kênh để thể hiện tiếng nói của mình. Trước hết là các tổ chức đoàn thể chính trị như Hội Phụ Nữ, Thanh Niên, Cựu Chiến Binh. Tiếp đó là hệ thống báo chí. Người dân có quyền gửi các thông tin, khiếu kiện đến các cơ quan báo chí, phản ánh những điều mình muốn. Pháp luật Việt Nam có quy định, báo chí phải trả lời người dân khi nhận được bài viết và ý kiến về mọi vấn đề. Cho đến hiện nay, khi Việt Nam được kết nối với mạng Internet, mọi người đều có quyền truy cập, phát bài. Vấn đề là ý thức trách nhiệm của người đưa tin. Nếu đưa tin sai sự thật hoặc bình luận ác ý, chống chế độ, vi phạm quy định của pháp luật, thì tất nhiên sẽ vào lò. Lê Văn Dũng là một trường hợp. Còn tuyên bố của ông Finn Robertson cho rằng nhà nước Việt Nam không quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng hay của các hội nhóm đang cố gắng đấu tranh cho một nền hành chính tốt đẹp hơn hoặc đấu tranh cho cải cách dân chủ và luật pháp. Là vô duyên, không phải lúc nào người đóng vai trò công dân kiểu như Dũng Vô Va dựa vào tin tức trên mạng, tin tức thiếu kiểm chứng hoặc biết rõ là thiếu khách quan, sai sự thật để đòi sửa sang pháp luật, vu khống, bôi nhọ các cơ quan chức năng, lãnh đạo đảng, nhà nước thì nhà nước không được xử lý mới là tự do ngôn luận. Và vu cáo nhà nước không quan tâm đến lợi ích của người dân thì đó là nói láo. Nhà nước này đã tồn tại trên 1/2 thế kỷ, không có chuyện không vì nhân dân mà có thể tồn tại lâu như vậy. Hiện nay, phòng chống thông tin giả là vì lợi ích của người dân là bảo vệ chế độ.
chẳng có gì là lạ. Đài Á Châu Tự Do nói láo, chẳng bao giờ lại cho rằng bản án đối với những kẻ chống phá nhà nước là đúng cả. Một tài khoản khác thì đồng tình và còn viết thêm rằng đài này RFA là cửa kiếm cơm cho bọn vô công dỗi nghề. Tiếng nói của chúng chẳng có giá trị gì nên an ninh Hà Nội chưa sờ đến. Một cư dân theo dõi thông tin về Dũng Vô Va đã bày tỏ quan điểm. Dũng Vô Va là một kẻ ngựa quen đường cũ, rất ngoan cố, cần phải có một bản án tương xứng. Trong điều kiện Internet, mạng xã hội rộng mở, ai cũng có quyền truy cập Internet, mạng xã hội, ai cũng có quyền đọc, tham khảo các thông tin khác nhau trên mạng, ai cũng có quyền tự do ngôn luận, ai cũng có thể trở thành nhà báo công dân. Nhưng cần cẩn trọng với thông tin mình tiếp cận, có trách nhiệm với thông tin mình đưa, chia sẻ, bình phẩm để tránh vòng lao lý. Những nhà báo công dân như Lê Dũng Vô Va luôn chỉ biết chọn lọc những thông tin xấu, tin giả, tin sai sự thật. Miễn là chống phá chính quyền, chế độ thì cái kết nói trên là tất yếu và xứng đáng. Dân mạng Việt Nam giờ không dễ để những thế lực hậu thuẫn cho đám phản động trong nước kiểu tổ chức theo dõi nhân quyền, bản chất là phục vụ cho lợi ích của thế lực nuôi dưỡng khai sinh ra nó, không vì xã hội tốt đẹp, không vì lợi ích của đất nước, dân tộc Việt Nam.